Hai thằng này. Lại thằng nữa. Ôi trời, tưởng nào? Tưởng nào? Trông lời tha lời thôi, lấy tha lấy thách. Chán lắm. Cũng định vào cười em nhài á. Ôi giời, tuổi gì? Tuổi gì? Có áo đỏ không? Này, nhìn này. Áo gấm này. Quần quần hoa văn. Đẹp. Đẹp chứ đi. Trông vừa già vừa xấu, thôi đi về đi. Nhưng mà này, không được bao giờ nhé, coi thường nhà vua giản dị nhé. Đây là cái ta giản dị, ta đã mặc thế này thôi nhá. Ừ thì tôi đi về nhà mà giản dị nhá. Về nhà nào? Ông về nhà ông đi. Tôi còn vào nhà em nhai. Nhà ông đây. Nhà của đây đây này. Như đây nhà của đây này, đây đến đầu tiên này nhà. Cái gì cái gì cái gì? Thế ông là ai? Là ai à? Ừ. Chồng của mẹ con nhai. Chồng của mẹ. À thế tức là đến tán mẹ con nhai. À thế là tán mẹ nhai. Thế thì có việc người ấy làm. Ông vào ông tán mẹ nhai, còn tôi tán nhai. Đây đây tán nhai. Ra là phải tán. Thế nào? Vợ chồng người ta rồi còn tán tỉnh cái gì? Chồng của... Ôi tôi chết rồi. Ôi bác ạ. Ôi giời. Bác. Đấy. Cái lúc... Bác là bố em nhai ạ. Ôi giời. Đấy. Cháu xin lỗi. Cháu nhìn bác thì cháu biết ngay là mày, không phải là chó. Ôi bác ơi, đấy nó gọi bác là mày bác này. Không, thì cháu nhớ mồm. Cháu đang nói mày ta với cái thằng này làm lại nói sang mày. À, ôi đấy. Ôi giời chết. Cái thằng răng hồ đấy nó linh than tinh. Đây là cái bánh vả. À không không bác ơi. Đấy, ôi giời. Cháu nhìn ta hay bác dài, cháu biết ngay là bố của em nhà. Chỉ được cái mồm mẹ đấy lúc ấy nó nói bác chơi. Tóm lại là hai cậu nhớ rút kinh nghiệm nhá. Dạ vâng. Lần sau có nhìn thấy người ta ấy, đừng có nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá nhá. Tóm lại là hai cậu đi đâu đây? À dạ đấy, thưa bác là hôm nay là cháu xin phép đến để thăm em nhài. Cháu thì tìm hiểu, và nói chỉ thăm thôi. Trước còn... là thăm, sau là tìm hiểu rồi, đến tới là... Đều là đến thăm và tìm hiểu. Dạ vâng. Thế đi không à? Đi xuống à? À không, à, hôm nay thì trước là thế này thôi, sau thì... Sau thì nó phức tạp hơn một tí. Dạ. Nhưng mà tóm lại là đi đến mà tìm hiểu ấy, trước hết là nó phải có một chút lễ vật, ra mắt chứ đấy. À vâng rồi, cháu có. Hôm sau chắc chắn là cháu mang lễ vật lớn luôn. Không có hôm sau, ngay hôm đầu tiên ra mắt là phải có rồi nhá. Nhưng mà các cậu nhớ nhá, cái lễ vật với nhà này nhá, làm sao nó phải toát được một cái gọi là rất tiết kiệm. Tức là lễ vật mà tiết kiệm thôi ạ. Đúng rồi. Ôi giời ơi, chuyện vặt. Cháu lại cứ tưởng là nó có phải cháu tưởng là không chứ gì. Mâm cao cỗ đầy chứ còn tiết kiệm đây, thì... Riêng nhà này khác hẳn các gia đình khác. Thế nhá. Dạ vâng. Thế bác lại nhà. Bác thế. Đi về. Thế. Dạ vâng. Đã bảo rồi. Dạ vâng. Đấy. Bảo rồi. Đi về. Thế đi không à? Không có lễ vật gì à? Không phải việc của ông. À. Lễ vật đâu? Hay nhỉ. Lễ vật đây á? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Này, nhầm nội dung rồi. Nhá. Tưởng là lễ vật là voi chín ngà, gà chín cựa à? Nhầm rồi. Quên à? Phải siêu tiết kiệm. À, lễ vật là phải siêu tiết kiệm. Ông mang con gà này sang rồi mà ông bảo là tiết kiệm. Thôi đi về. Thì về đi. Tôi bảo ông đi về đi. Để coi ông đi về đi. Đi về đi. Này, nhá. Chưa biết gà nào cắn miểu nào. Trời ơi, tuổi gì. Làm sao? Dạ. Bác ạ. Bác. Hai cậu đến rồi đây hả? Dạ. Có lễ vật chưa? Dạ, tất nhiên là có rồi ạ. Dạ, thưa bác. À. Đây chính là chiếc quạt gia bảo từ đời cụ tổ. Cụ tổ của cụ tổ, nhà cụ tổ. Này, tổ cụ nhà cậu chứ gì? Dạ, chính xác ạ. Ôi giời, có thế thôi mà ăn không nên đòi, nói không nên lời. Không, ăn không nên đòi. Ý cháu nói là chiếc quạt này nó trải qua không biết bao nhiêu đời rồi ạ. Ừ. Đấy, nhưng mà bác này nhìn này, nó vẫn còn như mới như này. Bác thấy không? Cháu nhờ bác một chút ạ. Cháu mời bác ra đây. Bác đứng ra đây hộ cháu. Xem mày làm cái trò gì nào. Dạ, thưa bác, bình thường quạt là người ta sẽ quạt bằng tay, đúng không ạ? Nhưng mà như thế thì quạt nó sẽ rất nhanh hỏng, như thế là nhanh bị cũ. Dạ, cháu nhờ bác cầm hộ cháu cái quạt. Đấy, bác cầm nguyên cho cháu như thế ạ.
muốn quạt nó hơi thoang thoảng. Mát hơn tí nữa này. Ôi trời, ôi trời. Thôi thôi mạnh này. Thôi. Chóng mặt quá. Đấy đấy, con gà nó cười. Con thấy mát rồi. Thôi, thông cảm. Ôi giời ơi, thông cảm. Mưa coi như là rất là mát. Mà quạt lại không bị, cũng không bị hỏng. Đấy, như mới luôn. Thế là siêu tiết kiệm rồi còn gì nữa. Này. Dạ. Mát mà tại sao vãi cả mồ ra thế? À không, cháu hay bị đổ mồ hôi trộm. À. Thôi được rồi, cầm đấy. Bác thấy cũng được đấy. Tốt. Dạ. Rất tiết kiệm. Dạ. Có gì phải tiết kiệm. Tiết kiệm phải như con gà này nếu mới gọi là tiết kiệm đấy ạ. Này này cậu ơi. Cậu mang con gà sang cậu biếu tôi, thế là cậu đã sai quy định rồi. Sai. Của đâu mà biếu? Dạ, như thế này ạ. Tức là cháu biết là bác rất tiết kiệm. Bình thường bác sẽ không ăn cơm, bác chỉ ăn một chút bánh đa thôi. Cho nên cháu mang con gà này sang đây thì trong lúc cháu thưa chuyện với bác thì con gà này nó sẽ ăn tất cả những thức ăn vụn mà rơi từ mồm bác xuống. Khi câu chuyện của cháu thưa với bác xong thì con gà này nó cũng ăn xong. Như vậy bác vừa không phải quét nhà mà con gà này cháu cũng không cần phải cho ăn nữa. Bác thấy có tiết kiệm không ạ? Phải nói là siêu tiết kiệm. Dạ vâng. Mà đấy này hay là nó lại thay cả cái chổi quét nhà. À, dạ vâng ạ. À, được được. À, anh quạt. Dạ. Anh khẩn trương mang quạt về nhà, ngồi tại nhà anh quạt cho nó mát. Dạ thưa với bác là con gà này của cháu á, nó mổ một phát rách đôi cái quạt. Đấy. Cháu xin phép về. Về nhá. Không dám. Gọn cái chân mà cho người ta quét. Khổ quá. Đấy, quét nhà nhiều quá, rụng cả chổi đây này. Đấy, lại rụng ra xong một tí thầy lại chửi cho mày. Này. Này. Làm sao? Anh em mình về đây được bao lâu rồi nhỉ? Cũng được nửa năm rồi đấy. Nửa năm rồi cơ? Thế thầy dạy mày được cái gì rồi? Sáng thì tao quét sân. Trưa thì tao quét nhà. Chiều thì tao quét bếp. Thế còn mày? Mày về đây nửa năm thì thầy dạy mày những cái gì rồi? Thì đấy, sáng thì tao rửa chén. Chiều thì tao rửa bát. Còn tối thì tao rửa chân cho thầy. Thế nửa năm nay mày chỉ có rửa thôi à? Thế thôi, chả học được cái gì cả. Hình như có vấn đề hay sao? Mà tao nghe nói thầy luyện khí công dùng tay không có thể chặt được rất nhiều thứ. Thế mày đã thấy thầy chặt cái gì bao giờ chưa? Tao chả thấy chặt cái gì ở tay thầy suốt ngày rồi. Bốc xôi với cả xé gà. Thế à? Không. Tao còn thấy thầy vồ cáo nữa cơ. Cái gì? Vồ được cả cáo á? Lúc nào? Hôm trước nhá, tao thấy thầy dẫn con sen xuống bếp, xong vồ cáo dưới đấy đấy. Điêu, dưới bếp làm gì có cáo mà vồ. Mày đọc ngược lại xem nào. Đọc ngược à? Vồ cáo là cao. Cao, đấy. Thế ai mà chả làm được, tao cũng làm được. Mày cũng làm được. Tao cũng làm được à? Chứ có gì ạ? Thế tao cũng là thầy à? Thì tao cũng là thầy à? Mày là thầy rửa. Mày là thầy quét à? Yeah, yeah. Chúng con chào thầy ạ. Vâng. Chào thầy rửa. Chào thầy quét. Dạ thưa thầy. Thầy vừa nghe đã hết rồi. Dạ, tại là sáng nay thầy chưa dậy nên là chúng con ngồi nói chuyện với nhau một tí thôi. Thế thầy rửa, thầy đã rửa sạch ấm chén chưa? Rồi ôi, sạch lắm rồi thầy ạ. À. Bây giờ nó còn sạch hơn cả mặt con rồi. Dạ đây. Gửi mặt ra xem có đúng sạch hơn mặt nào.
Sao mặt thầy hôm nay sao nó bóng thế? Dạ, con mời thầy sơ trà đấy. Trà bằng nước xương. Tạm tạm. Dạ. Thầy quét. Dạ. Nhà cửa quét sạch chưa? Dạ. Từ sáng đến giờ con quét cũng được 5 lượt rồi thầy ạ. Sạch lắm rồi thầy ạ. À, còn cái lá nào là thầy phạt đấy. Đấy, dạ. kia trong kia. Đấy, góc sân vẫn còn mấy cái lá đấy. Dạ thưa thầy, hôm nay chúng con cũng muốn xin được thưa chuyện với thầy. Như nào? Là 6 tháng qua ở đây được thầy dạy dỗ cho, bây giờ là cũng biết rửa chén, cũng biết quét sân rồi. Thầy cho chúng con cho chúng con học vận khí với cả luyện khí được như thầy ạ. À, luyện khí vận khí gì? Vâng. Ôi giời ơi, thầy đây này. Thầy tịch cốc tịch ngôn ở trên núi cao, mấy chục năm thầy mới luyện mới học được đấy. Ui giời. Một tay thầy nhá. Chiu, có thể xẻ đôi cái bàn này ra. Ui giời. Thầy ơi, thì chúng con cũng muốn được như thế, nhưng mà nếu mà... Cái từ từ, cứ hầu hạ thầy cho tốt vào đấy đã. Rồi thầy sẽ dạy học. Học cứ phải từ từ như vậy, nhưng sao mà đòi nhanh thế? Nhưng mà đợi đến lúc thành tài thì... Thế thì có khi là chúng con xuống lỗ hết rồi thì mới thành tài ạ. Ây giời, cứ nói thế, xuống lỗ là nào? Này, có dạ. Người dâu dài đến đây vẫn phải học nhá. Mà các cậu ở đây mấy tháng rồi, các cậu nghe người ta nói gì không? Nói gì ạ? Tiên học lễ, hậu học văn. Đấy, mà tôi đã dạy các cậu hết cỡ rồi mà đã thấy tí lễ rồi đâu. Thế là thế nào hả thầy? Lễ là gì? Vẫn chưa hiểu gì à? Chưa. Ôi giời. Hai cái thằng này, sao chúng mày đầu đất thế? Ngộ ra đi. Ngộ hẳn ra đi thầy dạy. Mày ngộ ra chưa? Mày ngộ ra chưa? Mày ngộ ra chưa? Mày ngộ ra chưa? Chưa. Thế mày cười cái gì? Thì tao thấy mặt mày hỏi buồn cười quá, tao cười thôi. Thế còn mày? Sao mày lại cười? Tao thấy mày cười thì tao cười thôi. Đi. Thì đi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, nước thiêu trà từ hôm qua. Thằng Máu với thằng Dậu đâu? Hơ, chúng mày đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ chưa? Chứ để ấm trà này vẫn chưa đổ đi, chưa rửa là thế nào? Dạ. Chúng con đây ạ. Con chào thầy ạ. Chúng mày đi đâu vậy đấy? Dạ, hai anh em con là vừa sang bên kia xong, bố mẹ chúng con có gửi ít lễ lên biếu thầy ạ. Dạ. Bố mẹ à, gửi lễ cho thầy ạ? À? Dạ vâng ạ, à. Năm nay dưa được mùa. Được. Đây. Đúng rồi. Tiên học lễ mà hậu học văn. Dạ. Này, mày lấy dao ra đây. Mày để thầy ăn cả vỏ à? Lấy dao ra gọt. Dưa được đấy. À, thầy đợi một lát để con dưa ra dưa. Cái gì lấy dao á? Vâng, lấy dao đấy. Chúng mày hâm à? Hai cái thằng còn non lắm. Chúng mày hầu hạ thầy mấy tháng nay mà không biết gì tài của thầy. Làm gì cần phải dao? Thầy dùng tay. Thế nào là luyện khí công? Thầy ơi, thầy biểu diễn là kém. Thầy biểu diễn là chúng con xem đấy ạ. Ui giời, cái quả dưa này nhá. Muỗi. Chúng mày hiểu thế nào là muỗi đốt inox chưa? Yeah! Ui, thấy chưa?
Tao đã bảo là thầy có khí công thật mà. Bạn đứt đâu? À, sao lại vẫn chưa đứt hả thầy? Hay nữa mày, sao chúng mày chậm hiểu? Đấy là tao mới luyện khí, còn bây giờ là luyện khí công. Khí công hai lực cộng với nhau, chúng mày hiểu chưa? Nhìn đó. Yeah! Liệu có đứt không nhỉ? Dạ thầy ơi, nhưng mà con nghĩ là quả dưa chuột này thì chắc là nó chỉ tốn một vài thành công lực của thầy thôi. Nếu được thầy chặt quả này đấy, liệu có được không thầy? 10 quả này chồng lên nhau thầy cũng chặt được. Đấy, bây giờ nhá, thầy chỉ cần dùng một ngón trỏ này thôi. Nhìn đây. Đấy là tao để lệch cái thế. Bây giờ đúng thế đây này. Yeah! Yeah! Ông xem có vỡ không? Ui! Vỡ rồi! Thầy ơi, đây đúng là khí công siêu đẳng thầy ơi. Thầy ơi, nhưng mà con nghĩ là nếu mà mình nhìn ý, thì mình dễ vận khí. Thầy có thể nhắm mắt được không? Ôi trời, thầy nhắm mắt kể cả bịt mũi thầy cũng làm được tuốt. Cũng làm được hả thầy? Cái gì? Thế thì thầy làm thử cho bọn con xem được không ạ? Con sẽ bịt mắt thầy ạ. Làm luôn à? Làm luôn được không ạ? Làm luôn. Được, bịt mắt vào. Dạ, đây. Bịt chặt vào cho nó chúng mày thoải mái. Được chưa? Rồi ạ. Lấy đi. Bịt cả mồm, cả mũi. Thầy không thở, thầy vẫn luyện được chứ. Xong chưa? Dạ, sắp xong rồi thầy ạ. Rồi thầy ơi. Để quả dưa vào chính giữa cho thầy. Rồi ạ. Thầy ơi, cố lên, thầy ơi, cố lên. Im, không cần phải hô. Luyện khí công nó phải im thin thít mới đầy đủ lực khí để làm chứ. Học mãi mà không biết gì à? Vâng ạ. Yeah! Ai hỏi? Hai thằng bắn rơi, chúng mày chết phải không? Một tí sắp về đến nhà rồi. Ơ kìa, cẩn thận ông ngã vợ nào. Cẩn thận ngã ngay, cẩn thận đấy. Ôi trời ơi. Cố gắng lên. Mệt lắm. Trời ơi. Hôm nay đi làm trời thì nắng cả ngày. Kìa ngã em. Thôi, ok. Thôi được rồi. Kìa, cẩn thận. Ngã. Cẩn thận nhá. Thôi được rồi. Nghỉ đây một tí đã. Ôi giời ơi, cái thân tôi có khác gì thân trâu, thân ngựa không? Được rồi. Thôi, kéo vợ có một tí mà trâu mới chẳng ngựa. Khổ thân quá, đi vào quán uống nước đi. Đi vào đây. Ở đây có quán à? Có. Quán đây rồi. Thôi đành vào vậy. Vào đây. Kéo vợ có một tí thôi mà kêu mệt. Mình ngồi xuống đây mình ơi. Ôi giời. Xong nóng thế mình ơi. Hình như tôi bị cảm nắng thì phải. Ôi dồi ôi, tôi chết, mình bị cảm nắng à? Thôi, bây giờ thế này nhá, mình ngồi ở đây uống nước để cho nó hạ hỏa xuống đã nhá. Thế xong đó em tự đi vào một mình nhá. Kéo cái xe về nhá. Em tự kéo xe về nhá. Này cháu ơi, lấy nước cho chú uống nhá. Mình ăn kẹo lạc hay là kẹo dồi? Thôi mình cứ về đi. Thì chú ăn gì thì lấy cho chú nhá. Xong cứ cộng vào rồi cô ra cô trả tiền nhá. Mình ơi, mình ngồi đây nhá. Mình gọn vào. Mình gọn vào để em tự kéo xe em đi nào. Mình ôi. Mình ngồi. Úi giời ơi.
mời chú uống nước ạ. Sao lại là chú? Lúc nãy con thấy chú bị cảm nắng cơ mà. Cảm nắng là cảm nắng em ấy. Chú cẩn thận đấy, cô nhà đánh cho một trận như tử đấy. Cô nhà là cô nhà thế nào? Nước của em ngon đáo để. Kẹo lạc, kẹo lạc. Anh là anh cứ thích hưởng lạc. Đưa đưa đưa, đưa anh bóc này xinh thế nhỉ, mềm thế nhỉ. Quán vắng ngoài đồng thế này, làm sao người ta cầm tay lại cứ rụt lại. Mà này, anh bảo này. Dạ. Thì bán nước ở đây ngày được mấy xu? Cũng đủ ăn thôi chú ạ. Sao lại là chú? Em ơi, đừng gọi anh là chú. Cẩn thận không chị nhà đánh cho một trận như tử ra đấy. Sợ gì chị? Vớ vẩn á, hỗn á, anh tấm cổ đóng cửa luôn. Chị nhà đến rồi kia kìa. Hả? Đó, đó. Sao bảo không sợ? Làm sao mà lại trắng mà mịn thế? Mà gọi mình là chú là sao nhỉ? À, thì bước đầu cứ chú đi. Nhà lắm cơ. Mình ơi, mình làm sao thế? Làm sao? Ủa rồi, sốt quá mình ơi. Mình làm sao thế? Tôi vẫn bị cảm nắng từ ngoài đồng. Đấy, em đã nói rồi mà. Làm cái gì cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ. Chiều nay là em đã thấy mình ấm đầu rồi đấy. Làm thế thì chết. Đâu, làm sao mai ra được ngoài đồng nhỉ? Em bảo đây, bây giờ em đi nấu nồi cháo hành, cho thật nhiều lá tía tô vào cho mình ăn nhá. Tía tô? Sợ mùi tía tô lắm rồi. Thế thì ăn cháo gì? Bây giờ hay là ăn cơm? Cơm à? Cơm thì làm gì có sức để ra ngoài đồng. Rồi, em biết thừa đi rồi. Biết cái nào? Mình nhá, mình là mình thích ăn cháo gà đúng không? Mà cháo gà là cháo gà cả con đúng không? Thế thì mới có sức mai ra ngoài đồng được chứ. Này, con gà nó đang ấp đi. Em phải bắt thịt nấu cháo cho mình ăn. Ô chết, thịt thịt chưa? Thịt rồi. Thịt rồi thì đành ăn vậy nhá. Thôi, nhưng lần sau là không được thế đâu. Biết nhá. Rồi, nằm đây nhá. Em đi lấy cháo cho mình ăn thôi. Ôi trời thương lắm thôi. Ăn có sức khỏe nhá. Thương quá cơ. Ngày xưa thì trông trẻ mà nhịn thế, trắng thế. Bây giờ thì nhăn nheo, trông như cái miếng thịt trâu già dai ngoách, rõ chán. Mang cháo lên nhanh nhá. Ôi, có mỗi đứa con lúc nào cũng như cái chợ vỡ này nữa. Này đã bảo thư nhá, mẹ không? Thư này mất dậy này nhá. Cái gì đấy? Vào đây, vào đây bố em nào. Thôi, chưa đi này, chưa đi này. Mẹ đánh con. Người ta đánh con. Trời đánh tránh miếng ăn. Để tôi ăn nốt đã. Ăn cái gì? Ừ, thằng này. Thằng này nín con. Ngậm mồm. Ngậm mồm. Ngậm ngay. Tại sao đánh nó? Tại sao đánh nó cái gì? Này, nó cũng là con của tôi đấy. Tại sao đánh nó? Vì nó quá hư nhá. Tôi phải dạy cho nó một trận nhá. Okay. Trẻ con đứa nào không hư? Hả? Trẻ con đứa nào cũng cần phải dạy bảo. Nhưng mà cái cách dạy bảo ấy, đấy mới là người lớn có hiểu biết hay không. Hiểu chưa? Động một cái roi vọt, động một cái roi vọt. Sau này cũng cái tính hung bạo này nó áp dụng vào thì làm nào. Thế nhưng mà nó hư lắm, tôi phải dạy nó, mình hiểu chưa? Nó hư thế nào, nó hư làm sao? Đây,
Mình nghe tôi nói đây. Tôi nấu một nồi cháo rất là ngon lành. Được, nồi cháo ngon. Bên trong có một con gà vừa mới ấp. Con gà đang ấp. Tôi mới xé từng miếng một ra, tôi mới cho vào cái nồi cháo. Ngon. Thế mà nó đái vào. Cái gì? Mình vừa ấy bảo cái gì? Nó đái vào nồi cháo. Nó đái vào nồi cháo? Phải. Mày đái vào nồi cháo à? Vâng. Thế thì khác gì mày đái vào mồm bố mày hả? Bảo lấy tôi con roi. Lấy tôi cái roi. Hôm nay thằng này chết rồi. Cái roi của tôi. Không, lại còn bênh con à? Lại bênh con này. Lại bênh con này. Ê, dừng lại. Dạ. Đi đâu mà vội mà vàng, mà dẫm phải đất mà lại quẳng phải anh. Dạ. Bác có chuyện gì thế ạ? Chả có chuyện gì cả. Chỉ có mỗi một chuyện là được cái cuốc này. Bàn tay đẹp của em như thế này, chỉ nên cầm tiền cầm hoa thôi, ai lại cầm cuốc. Ê chết, sao bác lại nói như thế ạ? Nhỡ ai nghe thấy người ta dị nghị đấy ạ. Ôi giời, lo cái gì? Em cứ toàn lo bỏ trắng răng đây. Này, em xinh đẹp như thế này, em thấy không? Vất vả quá. Trời mưa trời gió mà vẫn phải cầm cuốc ra đồng để cuốc đất thế thì đáng lý em phải ở cái nhà cao cửa rộng, nhớ. Với ai lại ở cái túp lều thế này? Bác nói thế là có ý gì ạ? Có ý là anh muốn xây lại nhà cho em. Xây lại nhà cho em ý ạ? Ừ. Dạ, thế... em không dám ạ. Nhà em tuy là một túp lều tranh, nhưng có hai trái tim vàng bác ạ. Cái gì? Không, trong túp lều lấy đâu ra vàng? Dạ, chị nhà đi chợ về đi ạ. Cái gì đấy? Giỏi. Nhưng mà này, không thể chạy thoát được cái bàn tay này đâu nhé. Cứ đợi đấy. Minh. Yeah. Thế đã xơi cơm chưa mà ra đồng sớm thế? Quánh đôi bát rồi. Khiếp người gì đâu. Quát ẩm quát ý lên, người ta giật mình đấy. Quen rồi. Vợ bảo này, ừ? Cuốc ít thôi, giữ sức, đêm về cuốc tiếp. Ừ. Mày này. Dạ. Giữ mình đi nhá. Biết rồi. Tôi mà thấy thằng nào lén phén vào đây là tôi cho cái cuốc vào mặt đấy. Biết rồi. Ừ. Đi đây. Mình đi nhá. Người gì đâu, chỉ được cái ăn to cuốc khỏe thôi. Mình đi về sớm với em nhá. Úi dồi, úi dồi bác. Em xin lỗi bác. Bác bảo chả nói gì cả. Bác có làm sao không ạ? Tí tí gánh tay. Bác sang nhà em có chuyện gì thế ạ? Nhiều chuyện lắm thì kìa, vào đi. Ôi trời ơi, kìa. Bác buồn cười thế nhở? Giữa thanh thiên bạch nhật, bác cứ làm thế. Hàng xóm láng giềng người ta nhìn người ta hiểu lầm chết. Lo cái gì mà nhà kín cổng cao tưởng thế này. Tóm lại là cái thằng chồng ấy, nó đi ra đồng có lâu không? Em chả biết có lâu không. Cuốc xong ba xào ruộng, xong còn đánh luống. Úi dồi, thế thì có màu đến mùa quyết mới về. Vui thoải mái cái gì nữa. Thoải mái cái gì ạ? Okay. Còn cái gì nữa, mình thao hồ tâm sự cái đấy, cái gì nữa. Ơ kìa, sao bác lại nói như thế? Thế chả nói thế thì nói thế nào nữa. Đây, cầm lấy. Ôi dồi ơi, bác đánh giá em là người như thế nào mà bác lại cho tiền em? Okay. Rồi hàng xóm láng giềng người ta nghe thấy hay là người ta nhìn thấy, người ta đánh giá em chết. Là làng như thế, tiền mà con trẻ à? Bao nhiêu? 10 quan đấy. Ôi 10 quan á? Sao bác cho em nhiều thế? Cứ lá làng lộ hết bây giờ đi, đưa tay đây. Ôi. Em xin. Đấy, nhẹ nhàng như thế nó dễ chịu. Dạ. Xong rồi ta vào luôn cái này. Ôi. Bác ơi. Em cái gì mà khỏe cái như vòi thế à? Em xin lỗi. Không muốn thì giả tiền đấy.
Bác vừa cho em rồi, bây giờ lại đòi tiền là sao? Ôi giời, bác ơi, chồng em về bác ơi, bây giờ làm thế nào hả bác? Thế bảo ra cuốc cả một sao ruộng xong còn đánh luống cơ mà. Em cũng biết, nhà em ghen lắm, hồng nước mắm lên á, cuốc cả mặt em, cả mặt bác đấy. Ôi giời, mà cuốc cái này cuốc đất, ra đi cuốc mặt người ta. Ôi, bác, bác vào cuốc đất luôn đi, nhanh lên, không thì không kịp đâu. Mình ơi. Dạ, em đây. Ui, ui mình. Làm cái gì mà cửa giả mãi không mở đấy? Hôm nay mình về sớm thế à? Mà này. Dạ. Sao tôi nghe thì chứ có tiếng đàn ông trong nhà nhỉ? À, mình ơi, hôm nay bác Tý sang nhà mình chơi ạ. À, chàng trai kia. Lão làm gì nhà ta đấy? Tưởng ra đồng cơ mà. Ê, này. Mình cứ bình tĩnh mình ơi. Bỏ tay ra. Nào, lão đi ra đây. Đi ra đây. Ông vào nhà tôi làm gì đấy? Hả? Mà chú vô lý thật đấy. Vợ chú liệu yếu đảo tơ, để cuốc đất một mình. Tôi nhìn tôi suốt ruột quá, tôi sang cuốc đỡ chứ có gì đâu. Ông sang cuốc đỡ á? Đây thì chú thấy được còn gì? Cái ngữ ông như thế này thì cuốc cái gì hả? Quần áo là thì cuốc cái gì? Ông cứ phải cởi quần áo ra mới cuốc đất được à? Này, tôi không tin nhá. Hả? Ông mà vớ va vớ vẩn bịa tôi sang tôi mách vợ ông luôn đấy nhá. Khổ chưa? Sao mình phải mách? Nói rất là thật. Đây tôi đang cuốc này còn gì nữa? Ông bảo ông cuốc cái thửa này hả? Ừ. Thế được rồi. Bây giờ như thế này nhá. Mình ơi, mình cứ bình tĩnh. Bỏ tay ra, im mồm. Một là ông cuốc hết cả cái thửa vườn này đây. Ừ. Nhá. Hai là tôi cho ông cái cuốc vào mặt. Ông chọn đi. Làm sao mà phải cho cuốc vào mặt? Cuốc là để cuốc đất chứ. Ừ. Để tôi cuốc hết đi nhá. Bỏ tay ra, đi vào nhà. Mình ơi. Đúng là cái kế của vợ ấy. Quá hay đấy. Thế đã là gì? Đây nữa này. Đúng là hại não. Cái thề được, ngoan. Chưa? Mát rồi. Lạnh chưa? Lạnh rồi. Lạnh rồi. Ôi này, rồi. Lạnh rồi này. Thế chào ông à? À, ông bảo mày ra đây mày ngồi mày trông người ta câu cá trộm. Ê vậy mày ra đây mình ngủ đấy à? Mày là còn mát quá phải không? Hả? À? Con có ngủ đâu. Con đang ngồi đây để con ủ mưu. À. Để cắt kiếm tiền đây chứ. À thế à? Tốt rồi. Thế ủ mưu kiếm được bao nhiêu tiền đây? Dạ chưa đồng nào ạ. Tại sao mày bảo mày ủ mưu kiếm tiền? Thì có ma khát nào đến đây đâu. Ủa con cũng ạ à ông ấy. Để nhá, người ta khô lắm. Người ta ra sông ra ao ngoài kia kìa. Không mất tiền đâu. Mà điên nào mà ra đây mà mất tiền nhà ông. Thế mới gọi là ông giỏi. Ông đi trước mọi người, hiểu chưa? Bây giờ cái ao cá này thì cuối năm mới được thu hoạch được. Thế ông không tranh thủ cho người ta câu để lấy tiền thì ông lấy cái gì đổ ở mùa mày, ông nuôi mày. À, à nói rồi còn cãi. Thôi bây giờ thế này, thế mày có biết thằng Bõ không? Trời ơi, cái thằng đấy ai mà chẳng biết. Ừ, bây giờ thế này nhá, mày cầm một trinh mày đến nhà thằng Mõ, ông giao nhiệm vụ cho mày, nhờ cái thằng Mõ ấy, nhớ là phải đi giao ngày 4 lần, sáng, trưa, chiều, tối, hiểu chưa? Dạ vâng. Đi. Dạ vâng. Đi đâu? Bây giờ mày đi sang nhà Mõ à? Dạ vâng. Thế mày bảo nó là thông tin nó như thế nào mà mày đã đi?
Thì ông bảo là sáng trưa chiều tối còn gì? Thì sáng trưa chiều tối nói cái gì? Không biết. Ôi trời ơi, trời ơi. Thế thì còn chưa biết mà đã trực đi rồi. Cái đầu mày khôn hơn chứ. À, chứ cứ giỏi cãi đấy. Tiền còn chưa cầm đấy. Cầm tiền này. Dạ vâng. Dòng tai mà nghe. Chiêng làng chiêng trạ, thượng hạ Tây Đông, hồ nhà phu ông rất là nhiều cá, câu lâu giảm giá, hiểu chưa? Một hào, một canh, hai hào, ba canh, ba hào, sáu canh. Nếu không được cá, ông sẽ trả gà. Nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Đi luôn. Dạ vâng, có chào không? Ừ. Là cái gì đây? Ông dặn con xong chưa? Ủa? Xong rồi thì ông mới bảo mày đi chứ. Thế bây giờ con dặn ông nhá. Ông ngồi đây, ông đóng giả làm con. Ừ. Ông mà không đóng giả nhá, bọn nó mà đi qua, bọn nó câu trộm đấy. Ừ. Thảm vắng mà con là bọn nó câu trộm luôn. Ừ. Ông nhớ ngồi đây nhá. À. Con đi đây. À. Bây giờ mày làm thay ông đấy hả? Ông đóng mày thì mày bây giờ mày đóng ông đi đi. Mày chỉ được cái bố láo thôi. Này, yeah. Chồng tôi bảo ra đây lấy gà. Có câu được con cá ở đâu? Lấy đi. Về nhá. À, mai câu tiếp nhá. Ờ. Quay lại. Cái gì đấy? Đi đâu? Thế vác cái cần này không đi câu đi chơi à? Tiền. À, cái gì đấy? Một hào một canh, hai hào ba canh, ba hào sáu canh. Được. Hai hào làm luôn ba canh đi. Được. Nhưng mà này, có đúng là nếu mà không câu được cá là được trả bằng gà không? Tất nhiên rồi. Này. Hả? Tôi bằng này tuổi, trẻ con nhà ông ấy à? Ôi rồi. Sợ thế nhỉ? Ủa. Trời ơi. Ủa ơi. Ông đã nói mày rồi mà mày ra đây mày vẫn ngủ mày ủ mưu thế đấy à? À? Không phải đâu ông. Này này á, con ngủ có tiền đấy. Đây này. Nhiều chưa? Đấy. Tốt. Thế này trả mấy mà là giàu đấy. Mà ông dặn này nhá. Mày vẫn bảo cái thằng mõ tiếp tục đi giao chồng nhá. Nhớ là câu không được cá sẽ có gà, hiểu chưa? Ông ơi. Hả? Cho con rồi. Ừ. Nếu không nhầm thì năm trước ông thu hoạch hết cá rồi. Ừ. Ông có thả cá tiếp đâu, đúng không? Ừ. Thì bây giờ có cá đâu mà câu. Đúng. Ao này làm gì có cá. Nhưng ông có cả một trang trại gà đang bị ế. Câu không được cá, ông có gà, hiểu không? Mục đích của ông là bán gà. Dạ. À. Ông đúng là thông minh hơn con rồi đấy. Thì là cái chắc cái gì đây, cái gì đây. Mày mà để ông không thông minh hơn thì có nói chuyện cái gì. Tiếp tục ngồi đây bán gà. Để ông về ông lấy hàng nhé. Cầm đấy. Vâng. Chào ông nhé. À. Ông mới ngân đấy tuổi. Thông minh như mình. Anh ơi. Siêu đến rồi à? Uống đây, uống đây, uống đây. Thế bao giờ bạn anh mới đến? Hay là anh định ngủ luôn ở đây đấy hả? Vẫn chưa đến à? Cái câu đấy đáng ra em phải hỏi anh mới đúng chứ. Đây là lần thứ 10 em hỏi anh. Bao giờ bạn anh đến? Thôi được rồi. Bạn anh nó đã hẹn nó sẽ đến. Bây giờ em cứ xuống chuẩn bị cho anh đi nhá. Dưa chua, cà chua, hành, thì là, tỏi, giấm, ớt. Tí nữa mang cà đến om dưa, thế thôi. Rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ôi trời, từ từ em. Rất xin lỗi ông về cái sự chậm trễ của tôi. À, em anh bảo này. Cái con gà này nhá, bây giờ em mang xuống, em vặt lông, rồi đánh tiết canh, rồi... À, nhầm. À, tiết thì em mang đi luộc,
đấy, rồi giã với muối để tí anh làm chấm đấy. Còn hai cái đùi thì cái đùi thứ nhất là em tần đi, em tần thuốc bắc với là ngải cứu cho anh. Cái đùi còn lại thì em hấp cách thủy đấy. Cái phần còn lại thì là như là cổ cánh rồi phao câu rồi diều rất thì là em cho vào để nấu cháo. Cái phần còn lại con gà thì em chia đôi ra, một nửa là em xé phay, một nửa thì là em rang với muối, rang khế cũng được. Đấy, còn lòng mề thì tôi tự làm với miến. Thế, nhanh gọn thế thôi, đơn giản. Này, em ơi, hai cái chân thì em chiên mắm cho anh nhé. Rồi. Số. Vâng. Rất xin lỗi ông bạn hàng. Này, tôi đến hơi chậm. Tôi nói thật với ông, tôi chờ ông đến giờ này cũng chỉ là vì tình bạn chúng ta gắn bó bao lâu nay nhá. Thôi bây giờ tôi đi về. Thôi kìa, khổ quá, để tự ái rồi ngồi xuống tôi bảo. Tôi đến muộn là có lý do. Lý do gì? Thì đấy, chỉ vì là cố gắng là muốn câu con cá chép để mời ông cái bữa om dưa. Thế cá đâu không thấy mà thế mang gà thế nào? Thì từ từ để tôi kể. Cái lão phú ông ấy, lão mới mở một cái hồ câu. Đấy, lão bảo là cái gì nhỉ? Một hào thì hai canh, hai hào thì ba canh, mà ba hào thì được sáu canh. Mà cái điều hay ấy, là nếu mà không câu được cá thì lão ấy trả bằng gà. Đấy, thế là tôi mạnh dạn, tôi bỏ một hào, tôi chơi luôn hai canh, tôi ngồi tôi câu cá. Nhưng mà không hiểu sao, bình thường là tôi sát cá lắm, nhưng hôm nay mà giật không được con nào. Hay nhỉ, không câu được cá thì lại có gà mang về. Đúng rồi, thế. Không ngờ lão phú ông này khôn như thế. Mà bên cạnh lão còn rất nhiều thằng ngu. Làm sao mà ăn được tiền của tôi? Không được cá thì tôi phải mang gà về chứ lại. Đấy, con gà vừa rồi đấy. Tôi hỏi ông ấy. Ông có tiếng là thông minh. Tất nhiên. Tôi hỏi ông là một hào thì hai canh. Hai hào thì mấy canh? Được câu ba canh. Gà bán ở chợ bao tiền con? 2 xu là cùng. Này, tôi nói luôn nhé. Cái ao nhà lão phú ông ấy, năm trước lão thuê tôi tát cạn bắt sạch cá rồi, mà năm nay thì chưa thả một con nào cả. Thì lấy đâu ra cá mà câu? Thì không sao cả, không có cá thì đã có gà. Thì đương nhiên ông khôn thế mang gà về luộc là đúng rồi. Nhá. Ôi nhưng mà một con gà có 2 xu. Mà cá thì 1 hào. Ôi trời chết. Tức là cái lão phú ông lão lừa tôi à? Tôi đã bảo mà, tại sao mà thời gian gần đây lão giàu nhanh như vậy? Lão rất khôn, rất thông minh, và bên cạnh lão có rất nhiều thằng ngu. Thôi được rồi, thật. Uống đi. Nào. Tôi là tôi phải tìm cách chơi lại cái lão phú ông này. Chứ không thể để mất tiền ngu như thế được. Này, uống đi, rồi kích thích cái sự thông minh nó lên. Sao không? Được. Đồ nhắm của hai anh đến rồi đây. Cảm ơn em. Này, trong mặt em vừa quen rồi vừa lạ. Nhìn quen lắm, hình như là chưa gặp bao giờ đúng không? Em mới tới đây làm thôi. Gà của anh xong chưa? Xong rồi đấy, để em cho người mang lên luôn nhá. Lên mâm luôn, lên mâm rồi, luôn. Rồi, đợi tí. Xin ông. Này, thế là anh em mình cứ kế hoạch như thế mà triển khai. Tưởng ngủ. Đi đâu đây? Cầm cần như thế này thì đích thị là đi câu rồi. Hết tiền đâu? Tiền đấy. Này, hôm nay nhá, câu hẳn 6 canh luôn, trả 3 hào nhá. Được chưa? Được rồi. Sang phẳng chưa? Rồi. Nhưng mà này, nhớ nhá, nếu thằng này mà không câu được cá nhá, là phải trả 3 con gà đấy. Này, nhà này không có gì ngoài gà cả. Được, đi câu nhá. Đi câu đi. Thằng này,
Tao ngồi câu 6 canh này rồi, không được con cá nào cả. Mày trả cá tao đi. Có thật là không được con nào? Đây mày không tin, mày lục đấy, mày lục đấy. Này, đấy mày cá. Biết rồi. Đâu gà đâu, phòi gà ra đây. Ông ơi, ông ơi. Ông cái gì? Làm sao? Có chuyện gì? Gà đâu hả ông? Gà làm gì? Trả cho khách này. Khách này gì? Vâng. Thằng này cần gà gì? À. Tiền đâu? Tiền đưa đây rồi. Ông ơi, 6 cành đi. 6 cành à? Vâng. Cần gà, có gà. Gà đây. Đây. Ôi trời. Thằng xíu, sao mày xỏ xiên tao mà chơi tao phải không? Sao mày lại ngồi đấy? Sao mày bảo là mày câu cá, còn tao đi bắt gà. Hóa ra mày vào mày báo với phụ ông. Không, tao không báo gì đâu, đây là, tao không biết gì nhá. À, tao biết gì. Ok, thằng kia. Tao không mang gà về à? Ê, phụ ông ơi. Con gà này bây giờ thế nào hả thầy? Cái gì? Nhận ra ai chửa? Ôi trời ơi, chết rồi. Có gan ăn trộm thì phải có gan ngồi trong bu. Ừ. Biết không hả? Đúng là đồ ngu. Ôi trời ơi, phụ ông ơi. Bây giờ thế này nhá, con gà nhỏ này mày mang về nhà mổ, rồi để cả nhà ăn thịt. Còn cái con gà to này mang đi quan để qua Tết. Con xin ông, con chỉ nhìn xem ông có khỏe không. Ông khỏe là dân được nhờ đấy. Chứ mày ngẩng mặt lên mày nhìn xem ai đây. Cái thằng xỉu đấy. Cái gì? Mày lên quan bao giờ đấy? Tao lên bao giờ đâu. Thế sao mày ăn mặc kiểu này? À, tao mặc như thế này để đi ăn trộm cùng với mày còn gì. Cái thằng giả người đấy. Ăn trộm này, ăn mặc kiểu này. Ăn trộm thì phải là ăn kiểu này này. Thì người ta mới không phát hiện ra chứ. Ui dồi ôi, mày đúng là ngu 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 ngu. Tao đóng giả làm quan, làm chủ nhà. Ví dụ có khách đi qua, người ta nhìn thấy chủ nhà là tao. Người ta không nghĩ là ăn trộm. Chứ người ta lại nhìn thấy mày đeo cái khăn đen, người ta biết ngay là mày ăn trộm. Thì người ta bắt mày sẽ bị ăn đòn. À ơ nhỉ. Lên quan hiểu chưa? Thế đưa cho tao một bộ. Có một bộ thôi. Tao làm quan thì mày phải làm đầy tớ. Này, tự nhiên thì tao lại làm đầy tớ cho mày. Thế mày thích làm quan à? Thế tao đổi cho mày nè. Thôi, mất thời gian. Nhưng mà tí nữa chia tiền ấy là phải bằng nhau đấy, chứ không phải là tiền quan với tiền tớ đâu. Được rồi, chia hai phần bằng nhau. Thôi đi, mày chịu khó làm tớ đi. Có, nói ít thôi. Mày ngủ thế. Cái gì? Có người kia kìa. Đâu? Chạy cái gì? Có người phải không? Im! Người ta bắt mày giờ! Bình tĩnh! Mày nhìn mặt tao này. Tao là quan, tao là chủ nhà, mày là đầy tớ. Nhưng mà nó bắt đấy. Không bắt, không sợ, bình tĩnh. Hít sâu, thở đều. Nhớ, mình là đầy tớ, tao là quan, nhớ chưa? Ai đấy? Vào đi! Ngồi. Ai nhà không? Có. Không? Tao là quan cơ mà. Ta đến mà không có kẻ hầu người hạ ra đón là thế nào hả? Không thể nào đón qua. Mãi mới mở cổng vào được là sao? Láo. Gì vậy? Ông là ai? Mà vào đây ầm ĩ cả đấy hả? Mà phải xử lý thôi quan. Xử lý cái gì? Thằng này láo nhỉ? Ta là quan tổng mới về đây nhận chức. Con xin quan. Đúng là con có mắt mà không thấy Thái Sơn, con có mắt như mù, con xin quan xá tội cho con ạ. Người có mắt mà chỉ thấy bãi cứt trâu thôi. Dạ. Người có mắt mà cứ không nhìn rõ hả? Con mời quan ngồi ạ. Không cần ngồi. Này.
thuế má ở cái vùng này tại sao không nộp lên quan hả? Ôi, dạ bẩm quan, con chia nhau hết rồi à? Chia nhau hết rồi à? Vậy thì lũ các ngươi tù mọt gông. À, không, ý của con là con thu siêu thuế của mọi người, của bà con nộp hết cho quan trước rồi ạ. Quan trước chuyển đến vùng khác cái gì? Dạ vâng ạ. Ôi, ta không quan tâm. Ta chỉ quan tâm đến ta thôi. Ta mới về đây nhận trước. Dạ. Thế tại sao siêu thuế ở cái vùng này người thu hết mà người không nộp cho ta là thế nào? Tại sao? Thu đâu, mình là... dạ vâng quan, là con có thu hết rồi ạ. Nhưng con nộp hết cho quan cũ rồi ạ. Thế bây giờ để tháng sau là con thu của bà con rồi là con nộp cho quan ạ. Không được. Dạ, con xin quan bớt giận ạ. Thằng này rót nước cho quan nhanh lên. Mày làm sao đấy? Cái gì mà run thế? Để cho tao. Dạ kìa. Mày chưa thấy quan hiện bao giờ hả? Dạ, bẩm quan là... hết nước ạ. Thế nhà các ngươi bị cái bệnh động kinh à? Tớ run, thầy còn run hơn cả tớ. Là nào? Lâu quá không gặp quan huyện mới cho nên là con xúc động. Thế tiền đâu? Dạ bẩm quan là sáng nay vợ con đi thăm phụ thân. Nó không để cho con đồng nào. Con hứa với quan là ngày mai vợ con về con sẽ nộp cho quan đầy đủ. Ôi giời ơi, là cái thằng đàn ông có bao nhiêu tiền bạc trong gia đình để vợ nó quản lý. Dạ. Ta ấy là ta có cái ưu điểm. Dạ. Là ta đã đi đâu mà ta không bao giờ ta về không được. Chính xác. Dạ. Ta đi đâu mà không có tiền là ta không về. Không về. Thế đâu. Ngồi đấy. À, dạ vâng. Con xin phép quan là cho con hội ý thí. Mày có đồng nào đưa đây cho tao để tao đóng cho quan. Không, nó phát hiện ra là hai thằng lên quan đấy. Tao làm gì có tiền? Ô hay. Mày làm quan đấy, mày đóng đi. Tao đã được phong quan đâu. Có thì đưa đây. Tí nữa vào trong này lấy tiền cho nó, tao chia phần mình nhiều hơn. Nhưng mà có hai hào thôi. Hai hào cũng được, đưa đây. Có. Tao trả cho. Nhanh lên. Dạ. Quan đợi hơi lâu đấy. Dạ bẩm quan, con có hai hào. Con lấy tiền trên nước dọc đường ạ. Có hai hào kìa. Dạ. Quan đã nói rồi nhá. Dạ. Quan không trừ một ai ở cái tổng này đâu. Dạ. Nhá. Dạ. Giờ cái hồn đấy nhá. Dạ. Bẩm quan là con hứa ngày mai con sẽ thu tiền nộp đầy đủ cho quan. Còn đây là tiền lệ phí đi đường nước ạ. À. Nước. Dạ. Nhớ nhá. Dạ. Là sau đấy là đủ đấy. Dạ. Quan ơi, quan về. Nó trả về làm gì? Nhớ lần sau là đủ đấy. Dạ. Con lại nhà. Con lại nhà. Đứng như nó đàng hoàng lên xem nào. Giời, quan lúc nãy là oai phong lẫm liệt thế. Mày ngu đi. Không có tao nhá. Thì hai thằng lên quan rồi. Oai phong cũng liệt. Ôi giời. Nào tao biết mặt mũi thằng quan huyện nó thế nào đâu. Mai lấy tiền đâu mà mày bảo là mai quay lại lấy. Hả? Ô. Mày ngu thế. Mày đi với tao bao nhiêu rồi mày không khôn lên được à? Hôm nay mình lấy xong thì mình biến, mình chuồn, chứ mình có ở đây đâu mà mai nó đến nó tìm tiền. Hả? Ừ nhỉ, được, thằng này ở với tao nhiều nên là khôn ra. Vào quán đi. Quay lại làm sao? Cứ vào đi, quay lại tao đánh tiếp. Mày hỏi ai đấy? Ông là ai? Ô hai. Đây là nhà quan. Quan mới có quyền hỏi mày là ai nhá. À, đây là nhà quan ạ. Phải. Ơ thế sao quan không vào nhà đấy ạ? Không vào được. Có chìa khóa đâu mà vào. À, tôi có cách vào đấy. Cách gì? Tôi là thợ sửa khóa. Ô, nó là thợ sửa khóa. Mày là thợ sửa khóa. Đấy.
mày biết mở cửa để cho tao vào. Vâng ạ. Được. Vợ tao nó về thăm thân phụ, nó cầm chìa khóa đấy rồi. À. Mày mở khóa cho tao vào, rồi tao lấy tiền tao thưởng cho nhé. À, dạ vâng ạ. Tiền thưởng riêng chứ không chia vào phần đâu. Nhìn biết rồi, nó tuổi gì. Mở đi. Vâng. Giúp quan nhé. Mở đi. Ôi, nó mở được thật này. Dạ, dạ. Mời quan ạ. Ôi, thật này nó mở được thật đây. Mở lại, vào. Trời ơi. Này. Dạ. Tao bảo này. Mày đúng là có tài mở khóa đấy. Dạ. Mày mở cách nào? À đây quan. Đây. Quan nhìn ở cái cửa này. Ở đây nó có cái lỗ này. Đấy, quan chỉ việc thò tay vào cái lỗ này. Gảy cái chốt lên, thế là xong. này, đúng là có cái lỗ. Thò tay vào gậy cái chốt này lên, thế mà tao với mày không biết. Công nhận thằng này giỏi. Dạ. Tao cũng bảo là đi một ngày đàng học một sàng khôn ấy, nhớ vào trong đầu chưa? Nhưng mà này. Dạ. Tao hỏi mày nhá. Dạ. Tại sao mày lại biết là cái cửa này nó có cái lỗ? Thưa quan, là như thế này ạ. Bởi vì ông mày là chủ cái nhà này. Mày chết với ông. Cứu tao con ơi. Ông ơi, ông bắt thằng xỉu đi. Con chỉ là thằng đi theo thôi. Thằng xỉu nó mới thằng lấy trộm. Úi giời ơi. Đúng à, không sợ quân địch mạnh, chỉ sợ trợ thủ ngu. Con xin đâu. Ai cho mày rình rập vào đây? Mày định ăn trộm nhà tao đúng không? Ui, con có ăn trộm đâu, con ăn cắp ạ. À không, con ăn cắp, con đi. Mày đi theo ai? Mày đi theo ai? Dạ, dạ. Ai ơi, con đi theo thằng Châu. À không, thằng xỉu mới là thằng ăn cắp chứ con không phải ăn cắp. Mày không ăn cắp à? Thằng xỉu ăn cắp phải không? Đúng rồi. Tội thứ nhất là mày không nhớ tên tao này. Tội thứ hai này là chưa đánh mày đã khai này. Đúng là con lại nhát gan. Thằng điên! Mày làm gì đấy? Thế nên nhảy vào bóp cổ tao, sao nó đánh đập người ta thế? Tao không ngờ mày là thằng nhát gan như vậy. Chưa gì mày đã khai tên tao ra. Tao giả vờ đấy, tao biết thừa là mày rồi. Tao mới khai chứ, còn lâu nhá, đây cũng cứng rắn lắm đấy. Mày nhớ nhá. Có việc gì mày khai ra tao mà chết với tao. Bây giờ vào nhá. Vào nhá. Tao tham chính rồi. Qua nhà không? Trong này rất yên ắng. Ừ, thế thì vào thôi. Chắc chắn là nhà nó đi vắng. Ừ. Vào đi. Vào nhá. Cửa nó kêu, không phải dám đâu. Ông đi ăn cắp, ông lại cần... Úi giời ơi. Úi giời ơi, mày ơi. Vào đi, không có ai đâu, không có ai nha. Có cả cơm mày ạ. Ô, con dâu, con trai của bố nó về rồi đấy à. Các con vất vả quá nhỉ. Mùi rồi thằng mày. Cô làm chồng, mày lắm. Rồi, biết rồi. Công việc của hai con ngày hôm nay có vất vả lắm không? Thưa thầy, hai vợ chồng con vừa về đến đây thì cũng mệt thầy ạ. Hôm nay đi chẳng được việc gì. Không đòi được lúc này để lúc khác mình đòi. Dạ. Người ta cũng như mình, cũng khó khăn như cái thời mình còn hàn vi ấy. Dạ. Hôm nay cái con sen nó chuẩn bị cơm nước rồi, các con thế nào? Thấy thế nào? Dạ, hôm nay thầy chu đáo quá. Có cả rượu ạ. Nó nấu xong rồi. Nó đợi lâu quá, thế là bà thầy bảo là thôi, cho con sen ăn trước. Dạ. Cho nó đi ngủ. Dạ. Mai nó còn phải ra đồng.
Thế đưa chai rượu thầy xem nào. Thế con sen nó ngủ rồi hả thầy? Ừ, nó ngủ rồi, nó đợi lâu quá nó phải ngủ chứ. Con thầy thầy đợi thoải mái, lúc nào các con về cũng được. Miễn là cả nhà ăn cơm nó vui vẻ là được mà. Dạ vâng ạ. Được rồi. Thế này. Dạ. Cái chai rượu nó quý lắm đấy. Vâng. Rồi ôi. Thầy chôn ở dưới đất phải đến mấy chục năm đây. Thầy chôn dưới đất mấy chục năm ạ? Ừ. Thầy ơi, thầy còn chôn cái gì ở dưới đất nữa không ạ? Thầy cũng không giấu các con đâu. Thầy cũng nhòn góp được ít vàng bạc. Úi giời vàng! Thầy lâu nay thầy cũng không cho ai biết. Dạ. Thầy chôn ở đâu hả thầy? Thầy sẽ nói. Ăn đi. Dạ vâng. Uống rượu đi. Con mời thầy ly rượu hả? Đâu. Đây con để trước mặt thầy đấy ạ. Đây ạ. Minh. Dạ, thầy rồi. Thôi được rồi. Các con thì cụng một cái uống cho nó hạnh phúc và đầm ấm nào. Dạ. Nào. Mời thầy ạ. Uống đi nhá. Các con uống hết, uống thoải mái đi. Dạ vâng ạ. Ôi, cốc đầu tiên các con cứ hết luôn đi. Hôm nay là ngày vui mà. Hôm nay cảm thấy hạnh phúc quá. Uống hết đi. Rồi, rót tiếp đi. Rồi, uống đi. Rượu thầy hôm nay ngon quá đi. Uống đi. Rót tiếp uống quá. Đi. Đúng là rượu quý. Chôn mấy chục năm ở dưới đất. Thầy ơi. Thế vàng với tiền của thầy chôn ở góc nào hả thầy? Anh không phải vội, cứ uống đi. Uống hết đi. Rượu thầy hôm nay ngon quá đấy mình ạ. Chén nữa nhỉ. Hôm nay thầy nói cho các con biết nhá. Qua nửa đời người thầy cũng ngon góp được cả ngót 200 lượng. Ôi dồi. Ôi dồi ôi. Công sức mồ hôi nước mắt của thầy đó. Dạ. Thầy ơi, thế thầy chôn 200 lượng đấy ở đâu? Cứ yên tâm nhá. Này. Các con cứ ngoan ngoãn, gia đình hạnh phúc, hiếu thảo với bố mẹ là các con sẽ có phần. Dạ. Chứ còn thầy thì chết thầy có mang được đi đâu. Dạ, đúng không? Thầy uống. Vợ chồng chúng con đội ơn thầy ạ. Uống đi. Thôi uống đi rồi ăn nhiều vào. Dạ vâng. Ăn vào không có say đấy. Dạ vâng. Nhưng mà thầy ơi, thầy chôn ở đâu ạ? Thầy chôn ở đâu? Tự dưng hỏi thì thầy quên mất rồi. Thôi được rồi, thầy nghĩ ra ngay mà. Cứ ăn uống thoải mái nhá. Thầy vào trong nhà. Vàng chỉ có chôn ở trong buồng thôi. Dạ vâng. Thầy vào trong nhà. Thầy lấy ra cho các con xem nhá. Dạ vâng. Thôi không. Thầy để vợ chồng con đưa thầy vào. Không phải đưa. Ôi giời, cái lối này thầy đi được mà. Cứ ăn uống thoải mái đây. Nhá. Đi không ngờ lại ăn dày những trúng quả rồi. Ăn đi. Về nhà không có mà ăn đâu. Quả này chia đều tha hồ mà giấu cổ. Được cả vàng được ăn. Ăn đi. Rượu này sao say thế nhỉ? Nó phê nhỉ. Hay là người mệt. Nóng tới rồi. Tiếp đi. Đây, để tao uống thêm một ly nữa. Bạc có bao nhiêu bố đem ra hết cho các con rồi đây này. Các con ơi, đây vàng bạc đây. Chúng mày còn non lắm. Ăn cắp như chúng mày chỉ có mà tù mọt gông. Ôi giời ơi, này, rượu của tao uống vào. Ôi giời ơi, này, chúng mày cứ yên tâm ngủ. Từ tối hôm nay, tối hôm sau mới tỉnh nhá.
chỉ cần một ly để chúng mày ly bì rồi. Ai ai ai. Còn bây giờ chúng mày cứ ngủ thoải mái đấy. Tao ra tao khóa trái cửa lại. Thế là chủ nó về. Nó dẫn chúng mày lên quan. Lúc đấy này tha hồ mà lấy vàng nhá. Ở lại nhá, cứ ngủ thoải mái nhá. Mũi nhà này nó bé thôi, nó chỉ to bằng con ruồi thôi.